Avatar Vasada là tên viết tắt của Avatar Vạn Sang Đảo, cũng như câu chuyện của Vạn Sang Đảo và Libera Nha Trang thực hiện, đó chính là việc phục hồi tái tạo hệ sinh thái biển và bảo vệ các loài sinh vật biển tại dự án Libera Nha Trang. Tại Avatar Libera Nha Trang, chúng tôi có khá nhiều các hoạt động dành cho tất cả du khách. Красное море, цвет моря вообще отличается. Мне кажется, это прям какая-то находка для нас. Yeah. Реально круто. Народу нет. Классный комплекс, есть где попить, где поесть. Yeah. В общем, дети в восторге, мы в восторге. Нам очень нравится. Em nặng ở đây cũng nhiều lần thì em thấy cái rạn san hô ở đây cũng đa dạng và phong phú, cũng như là nó không quá sâu. Cũng cảm nhận là đây rất là thích. Chiều chiều tắm biển rồi mình rêu chơi như những lúc phong cảnh vậy nè, nhạc rồi vậy là cô cũng hào hứng. Con rất là thích ở đây, con yêu Libera Nha Trang.